Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình trong ngày hôm nay nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chữ cái mới, đó là chữ cái á. Chữ cái á này sẽ có 3 cách viết, đó là cách viết chữ cái á in hoa, chữ cái á in thường và chữ cái á viết thường. 3 cách viết này tuy khác nhau nhưng đều được phát âm chung là á. Nào, các bạn phát âm của mình nào. Á. 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 Rất tốt. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bài đồng dao rất là dễ thương và đáng yêu. Chúng mình có thể nhìn hình và đoán được đúng không nào? Bây giờ thì sẽ đọc bài đồng dao cùng với mình nha. Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vun gốc. Bài đồng dao rất là hay, nói về việc ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhớ lấy những công lao công sức của những người lao động, những người nông dân đã vất vả để làm ra những lương thực thực phẩm và những đồ ăn cho mình, đúng không nào? Và chúng mình cũng vậy nha, không được lãng phí đồ ăn đâu. Chúng mình phải ăn hết phần cơm của mình này, và cũng như là hàng ngày chúng mình phải ăn đầy đủ các chất trong bữa ăn nữa, đúng không nào? Rồi, trong bài học ngày hôm nay sẽ có yêu cầu như sau: tìm gạch chân chữ á trong từ dưới hình và trong bài đồng dao, tô màu chữ á rỗng và tô màu bức tranh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm chữ á trong bài đồng dao này nha. Mình sẽ cùng nhau đọc từng câu một và tìm xem trong bộ đồ có chữ á không nha. Ăn một bát cơm, có chữ á không các bạn? À, có đúng không nào? Đầy đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau gạch chân nha. Nhớ người cày ruộng, trong câu này không có rồi. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vun gốc. À đúng rồi, trong bài này chỉ có từ ăn là có chữ cái á thôi. Chúng ta sẽ có thêm 2 chữ á nữa. Và ở phía dưới đó là hình vẽ bé cắt dán. Trong cụm từ bé cắt dán có xuất hiện một chữ á, đó là chữ á trong từ cắt các bạn ạ. Các bạn đã tìm được ra chưa? Và hôm nay thì cũng khá là dễ thôi. Các bạn hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết về cảm nhận của bạn trong bài học ngày hôm nay nha. Tiết học thì cũng đã hết rồi, còn phần tô màu bức chữ á và bức tranh thì chúng ta sẽ để sang tiết học ngày hôm sau nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.